Và bên em đang lắp đặt một bộ sự kiện nhỏ nhỏ với không gian tầm 50-60 m². Và bên em chỉ có áp dụng đó là một đôi loa full Vigus C12, là full Vigus C12 bass 30. Và bên em đang phối hợp với một con súp F1800, súp F1800 chơi cực kỳ bạo lực không gian ngoài trời. Đó, đây là dòng súp điện cao cấp và bass cực kỳ khỏe, công suất khủng. Và bên em đang kết hợp với một con đẩy Vigus X7 DAC và một bộ mic Vigus LS68 Bluetooth. Đó, đánh nhạc cực kỳ là bốc, cực kỳ bốc lửa. Đấy, mới dùng nó đến tầm 11 giờ thôi mà cực kỳ là mạnh rồi. Đấy, cực kỳ căng. Đấy, đồ C12 đánh cực kỳ hay không nhá. Đánh cực hay, không gian lớn được này. Đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Đồng bộ hãng Vigus. Nói chung là để nó ghép âm thanh thì chúng ta lên ghép đồng bộ hãng để cho nó khai thác được cái chất âm nó triệt để. Các bạn nào mà có nhu cầu hãy liên hệ cho bên em theo hai số hotline nhé. Đấy, bạn nào ở Hà Nam thì liên hệ cho bên em về tận nhà lắp đặt nhá. Công suất khủng. Nếu mà có điều kiện các bạn có thể ghép được hai đôi la full C12 đánh cực kỳ là căng. Đó, đây em chỉ dùng một đôi thôi. Đó, còn hai đôi thì chơi vô tư. Các bạn nhé, mấy con đẩy bảy này chơi công suất cực khỏe. Đó, một bộ thiết bị sự kiện nhỏ xinh rất là đơn giản, gồm một bộ mic Vigus LS68 Bluetooth và một con đẩy bảy DAC, một con súp F1800 này. Đó, và một đôi la Vigus C12. Chơi cực hay luôn, cực bạo lực luôn ạ. Giờ chúng ta lại lắng nghe. Boy, don't do it.
dòng nỗi hiu quạnh. Cô đơn chiếc lá buông phai trong chiều hoàng hôn. Lang thang trên phố đi tìm sống chân lầy. Nơi đây chỉ thấy có ngang xa giật lá. Nơi đây chỉ thấy có men xa giạt mãi.